Venom, Led Zeppelin, Canic là rất nhiều thứ. Một phần tiếp theo của truyện tranh bom tấn, một bộ phim hài không khớp với bản thân. Một cơ hội để một số người tự nhận thức về bản thân một cách xuất sắc. Nhưng cốt lõi của nó, bên dưới những lời châm biếm lập dị và nghiến răng nghiến lợi, đó là một thứ hoàn toàn khác. Một câu chuyện tình yêu. Không phải giữa Eddie Brock của Tom Hardy và Michelle Williams là người đã bỏ trốn. Thậm chí không phải giữa nhân vật phản diện Canic của Woody Harrelson và người đột biến bị hiểu lầm Shrek của Naomi Harris, mà là giữa Eddie và sinh vật biểu tượng khổng lồ sống trong anh ta. Venom, họ có thể nói với bản thân rằng họ đã đạt được một kết quả không dễ dàng kể từ bản gốc Venom từ năm 2018. Họ có thể gay gắt với nhau và tranh cãi xem ai là người thực sự phụ trách. Nhưng cuối cùng, thật đáng ngạc nhiên, họ bộc lộ một kết nối tình cảm chân thực khi họ cùng nhận ra rằng họ thực sự tốt hơn với nhau. Đây không phải là một chiến lợi phẩm. Các tin nhắn video trước buổi chiếu gần đây từ HD và đạo diễn Andy Serkis đã nhắc nhở tất cả chúng ta đừng tiết lộ bất kỳ tiết lộ hấp dẫn nào. Điều này, về phía Sony. Chúng tôi với tư cách là các nhà báo sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, bạn phải vượt qua các khoản credit bởi vì một số diễn biến thực sự đáng kinh ngạc xảy ra mà bạn chắc chắn sẽ muốn xem. Nghe có vẻ điên rồ khi suy nghĩ về những khái niệm như tính dễ bị tổn thương và sự dịu dàng, vì chúng ta đang nói về một bộ phim trong đó một người ngoài hành tinh đang săn mồi sống bên trong một phóng viên gan giả, cãi nhau và đùa giỡn với anh ta trong tiếng gầm gừ của một quái vật cookie ma quỷ, cũng là HD có một quả bóng. Chắc chắn, Venom liên tục gằn giọng về việc anh ta không thể ăn đủ và ăn thịt người. Và rằng chế độ ăn kiêng gồm gà và sô-cô-la không cung cấp đủ dinh dưỡng. Anh ấy thường là người nói lên nỗi sợ hãi và bất an của Eddie. Hãy để tôi yên, anh luôn làm phiền. Eddie phàn nàn, nhưng anh ấy cũng là người cổ vũ chính của Eddie, khuyến khích anh ấy làm hòa với William N., người hiện đã đính hôn với nhiều người hơn tiến sĩ Jean-Louis Briscoe phù hợp. Anh ấy là tiếng nói nhỏ bé bên trong tất cả chúng ta, có sức lan tỏa lớn. Nhưng sự ngốc nghếch là điểm mạnh của bộ phim đầu tiên, mà dường như tất cả mọi người tham gia đều nhận ra và dốc hết sức cho phần tiếp theo. Nhân vật của Canic theo đúng nghĩa đen Canic, tại thời điểm đó người xem trên khắp thế giới sẽ phải uống một ly. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Serkis, người đảm nhận vai Ruben Fleischer, Venom, Led Zeppelin Canic rất vui nhộn và dễ chịu. Đó không phải là về sự kết thúc của thế giới, như trường hợp thường thấy trong các tác phẩm ngông cuồng trong truyện tranh. Và nó chỉ nói về cuộc đấu tranh của một người với những con quỷ theo nghĩa đen và nghĩa bóng của chính mình. Bên cạnh việc mang đến một màn trình diễn thể chất gung ho, Hardy chia sẻ từng câu chuyện với nhà biên kịch trở lại Kelly Marcel, nhân tiện người này đủ khôn ngoan để khai thác 50 Shades of Grey vì sự hài hước ngớ ngẩn vốn có của nó. Mặc dù thiết bị trói buộc ở đây có vẻ phù hợp, nhưng Venom lại mang đến một kiểu quan hệ phức tạp thân mật rất khác. Lần này, Eddie có cơ hội thống trị tối cao một lần nữa đối với nền báo chí San Francisco, một khái niệm kỳ lạ rằng mọi người thực sự đọc báo và theo dõi các phóng viên cụ thể bằng cách đảm bảo một cuộc phỏng vấn với kẻ giết người bị kết án Cletus Kasady, một Harrelson nhai cảnh, người sắp bị hành quyết tại nhà tù bang San Quentin. Nhưng vì báo cáo của Eddie dẫn đến việc Cletus bị tiêm thuốc gây chết người, một cuộc đụng độ vật lý xảy ra giữa hai người đàn ông bao gồm một số vụ đổ máu và việc chuyển một vài giọt vật liệu symbiote. Như thể chúng tôi cần thêm lý do để ở cách nhau 6 feet. Sự biến đổi của Cletus thành Canic màu đỏ, một phiên bản lớn hơn, dữ dội hơn và vũ khí hóa hơn của Venom, là một sự điên cuồng của âm thanh và cơn thịnh nộ. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy phần hành động trong phần tiếp theo này sẽ không hấp dẫn như phim hài. Nhưng ít nhất bạn thực sự có thể thấy những gì đang xảy ra rõ ràng hơn những gì bạn có thể có trong bộ phim gốc nhờ tác phẩm của Robert Richardson, người 3 lần đoạt giải Oscar và là nhà quay phim thường xuyên của Martin Scorsese, Casino, The Aviator, Tỏa Sáng. Venom đầu tiên cũng giới thiệu tác phẩm của một nghệ sĩ thực thụ trong Matthew Libatic, nhưng rất nhiều trong số những mảnh ghép khổng lồ đó diễn ra trong bóng tối, vào ban đêm.
đến nỗi người ta thường khó phân biệt ai đang làm gì với ai. Ở đây, nó vẫn có chút âm u, đặc biệt là trong một cuộc đấu trí vào ban đêm bên ngoài một trường học dành cho những đứa trẻ gặp rắc rối, nhưng nhìn chung, hành động rất sống động. Richardson cũng là một lựa chọn thú vị trước những bình luận đầy tai tiếng của Scorsese về việc liệu phim Marvel có phải là điện ảnh hay không. Đạo diễn hình ảnh dường như nghĩ rằng họ là như vậy. Không bao giờ có một khoảnh khắc hay cảnh quay nào mà Cletus kinh ngạc trước khả năng mới, gây sốc của mình. Điều này dường như là một mảnh ghép còn thiếu. Thay vào đó, anh ta ngay lập tức mặc canic xung quanh như một bộ đồ may đo, như thể anh ta được sinh ra theo cách đó. Và mệnh lệnh kinh doanh đầu tiên của anh ta là lấy lại người phụ nữ anh ta yêu từ một ổ khóa công nghệ cao, Harris Frances Barrison. Hay được biết đến với cái tên Sirik vì khả năng thanh nhạc đinh tai nhức óc của cô. Theo một bước ngoặt thông minh, những tiếng động lớn đến kinh ngạc như vậy cũng làm suy yếu Venom và Canic, mặc dù vì lý do nào đó. Hai cậu sinh có thể hú lên với nhau trong trận chiến giống như Kaiju lao qua Tokyo và điều đó không gây hại cho chúng. Có thể đó là một cao độ hoặc tần số khác hoặc một cái gì đó. Bất chấp điều đó, cuộc hội ngộ của Cletus với người phụ nữ mà anh ấy yêu từ thời thơ ấu, như chúng ta thấy trong hồi tưởng, không bao giờ thú vị bằng hậu quả của mối quan hệ luôn thay đổi của Eddie với Venom. Điểm nổi bật của bộ phim là chuyến đi một mình của Venom đến một lễ hội Halloween, nơi anh ấy là người nổi tiếng của bữa tiệc trong điều mà mọi người cho rằng đó là một bộ trang phục cầu kỳ. Ngoài ra còn có một chút tuyệt vời, nhỏ hơn liên quan đến chủ cửa hàng tiện lợi, bà Chen, được chơi với kỹ thuật và thời gian chuyên nghiệp của Peggy Lu. Nhưng những gì cả hai cảnh này tiết lộ là khía cạnh nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào hơn của symbiote này, và tác động bất ngờ mà anh ấy có đối với những người không chỉ Eddie. Họ đánh mạnh hơn những khoảnh khắc hoành tráng, trong đó những đốm màu đen và đỏ khổng lồ lao vào nhau giữa không trung. Nhưng đừng quá thoải mái với ý tưởng về một Venom ấm cúng, dễ thương. Khi phần credit kết thúc nhắc nhở chúng ta, luôn có nhiều phim hơn. Chia sẻ hữu ích nhé!